Pháp hội Lương Hoàng Giám. Ban tổ chức đạo tràng Kiều Đàm Di kính mời quý đạo hữu Phật tử và đồng hương đến tham dự Pháp hội Lương Hoàng Giám do Thượng tọa Thích Trúc Thiện và tăng đoàn đạo tràng Liên Hoa hướng dẫn. Pháp tu sám hối giúp cho chúng ta thoát tội khiêng nhiều đời nhiều kiếp cho mình, cho quyến thuộc và cho tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp pháp giới mười phương. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Sangha, 7641 đường Tabor, thành phố Huntington Beach, vào ngày thứ năm và thứ sáu, 16 và 17 tháng 3, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều; thứ bảy, 18 tháng 3, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Khóa lễ sám hoàn toàn miễn phí. Để việc tổ chức và ẩm thực được chú đáo và đầy đủ, xin quý vị hãy liên lạc với các đạo hữu sau đây để được ghi danh: đạo hữu Nguyên Phương, 714-363-8929; đạo hữu Nguyên Chân, 714-722-8333; Thanh Chân Viên, 714-495-0060.